Xin chào tất cả quý đại chúng. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chuyên mục Vấn đáp tâm linh của kênh YouTube Thanh Đồng 364. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào về tâm linh, quý vị có thể gửi trực tiếp qua Facebook ở bên mô tả, trực tiếp comment dưới các video hoặc là Zalo 0794422866 của Thanh Đồng nha. Nhưng mà tốt nhất là quý vị gửi mail hoặc là comment trực tiếp ở video clip thì Thanh Đồng dễ dàng nhìn thấy nhất. Thanh Đồng xin kính trình trả lời các câu hỏi của các bạn trong những ngày qua đã hỏi em như sau. Có bạn hỏi Thanh Đồng rằng là em của em bị té dưới sông mất, đã cúng và cầu siêu rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại em vẫn còn phá lắm, đêm ngủ chạy rầm rầm trên sàn nhà, trên giường ngủ. Những người trong gia đình thường bị em kêu réo, ai cũng bị nó nhát hết. Thường những ngày đầu tháng thì nó chạy ầm ầm trên đầu giường của em không tài nào ngủ được. Đêm ngủ thì em cảm thấy lạnh mình như có một tảng nước đá áp vào trong lưng của em rất sợ. Hiện nay là em rất ốm yếu và đầu nhức dữ dội, có phải là em của em muốn bắt em đi không? Em phải làm như thế nào? Thanh Đồng trả lời câu hỏi của bạn là bạn đã cầu siêu và cúng rất là nhiều. Thường á quý vị, thường là mất nước, mất ở dưới nước rất là khó siêu. Không hiểu lý do tại vì sao mà chết ở dưới nước rất là khó siêu. Thanh Đồng cũng đã hỏi rất là nhiều những cái bậc tiền nhân đi trước, người ta cũng công nhận với Thanh Đồng một điều là mất dưới nước rất là khó siêu. Không có biết gì một cái chuyến duyên gì đấy, nhưng mà những người mất ở dưới nước rất khó siêu. Nhưng mà ở đây Thanh Đồng đọc trong cái câu hỏi của bạn gửi về, Thanh Đồng nghĩ rằng em của bạn nha, đã siêu rồi đấy. Vì ba cái luận chứng mà bạn đã trình bày ở trên, em của bạn đã siêu rồi, nhưng mà em sanh về cõi ngạ quỷ, em sanh về thủy binh, em của bạn đang đi theo binh nhà thủy. Nhưng mà nó không phải là luôn luôn ở nhà đâu, lâu lâu nó mới về trong một số ngày nhất định. Em của bạn đã sanh về cõi quỷ, đi theo thủy binh. Trong gia đình của bạn chửi lộn đánh lộn, ba mẹ nghịch nhau rất nhiều, thân của cha mẹ đau nhức dữ dội về xương khớp, bạn thì bị lạnh lạnh về đường đêm. Thanh Đồng khuyên cả gia đình của bạn là nên quy y nhà Phật, trì tụng kinh chú dược sư. Nhà bạn nên có một ngôi thờ Phật, sau thời gian lại Phật sám hối, từ từ gia đình giảm bớt thì nó cũng là một cái chướng duyên. Còn bạn nói là cầu siêu nhiều, đã cúng nhiều mà em bạn, ý bạn là em bạn chưa siêu gì không? Em bạn đã sanh rồi, mà sanh về một cái cõi khác, đang là ở cõi quỷ, đi theo thủy binh. Nhưng mà nó về thì gốc củ quyền nhà bạn không làm gì hết, thì nó có nguyên nhân là nhà của nó thì nó về, hoặc là gốc củ quyền của bạn ẩn huệ phép chú nhỏ quá, không có làm gì được gốc thủy binh hết. Cho nên là Thanh Đồng khuyên bạn là nên quy y Phật nha, trì kinh chú dược sư, thập nhị dược xoa đại thần tướng. Em của bạn đã sanh về binh nhà thủy rồi, ở cõi quỷ. Thanh Đồng nói ra đừng giận thấy gì nữa đó. Em phải làm sao là bạn nên quy y Phật, vận động cha mẹ quy y Phật, trì tụng kinh chú dược sư. Trong nhà nên lập một bàn thờ Phật. Thường mất nước khó siêu lắm, nhưng mà em của bạn sanh rồi đó, sanh về cõi quỷ rồi, thủy binh, đi theo thủy binh. Đi theo binh nhà thủy nó linh lắm. Nhưng mà thường á, những người nào mà gia đình mà mất, có người mất mà đi theo binh là ở nhà đánh lộn chửi lộn nhiều lắm, xích mích cự cãi rất là nóng tánh. Tôn thân thì là bị bệnh về cơ xương khớp rất dữ dội. Thanh Đồng trả lời câu hỏi thứ hai của bạn hỏi Thanh Đồng rằng là chào Đồng, em năm nay chỉ có 16 tuổi thôi, nhưng mà từ lúc nhỏ em hay mơ gặp người đã chết, ma quỷ rượt đuổi em trong giấc mơ rất nhiều, em chạy rất mệt. Và trong những con đường rất là quen thuộc, em cảm giác những con đường đấy em đã từng đi qua rồi. Trong giấc mơ mỗi khi đến đường cùng hay là gặp điều bể nạn, em đều gặp có một quý nhân đạp chiếc xe đạp đi ngang và rước em khỏi những cái nguy hiểm đó. Khi đến đình chùa miễu, em thường có cảm giác muốn ớp nhập, muốn lên xác, như là mình ngáp và trở thành một con người khác. Em thường tỉnh dậy trong mộng bằng một người quý nhân nhắc nhở cứu em ra khỏi những cái khổ đau. Hoặc là khi em niệm Phật thì em tỉnh mất. Tỉnh mất là tỉnh dậy đó hả?
Thanh Đồng cho em hỏi là tại sao em bị như vậy. Thanh Đồng kính trình trả lời câu hỏi của bạn. Cái kiếp xa xưa của bạn đã từng làm những việc không sai nhưng mà chưa hẳn đúng. Những cái điều mà bạn làm chính vì nó không sai cho nên người ta không có được cái cớ báo oán bạn, nhưng mà nó chưa hẳn đúng cho nên nó còn cái tàn dư của nghiệp cũ. Kiếp xa xưa, ví dụ như bạn làm cái thầy pháp, bạn bắt bạn đánh cái hồn đó, tại vì cái hồn đó là quấy phá nhân gian, làm cho người nhân gian bị bệnh, mà bạn bắt bạn giam người ta, đánh người ta tan hồn tan vía. Cái đó bạn làm đúng không? Đúng, nhưng mà nó không có trọn vẹn, nó chưa hẳn là sai, nhưng mà đúng lắm thì nó không phải là đúng lắm, chỉ đúng thôi. Vì vậy là nó có cái nghiệp tàn dư. Hồi xưa bạn làm quan, người ta ăn trộm, bạn bắt người ta phạm cái tội giam có 10 ngày mà bạn sợ ra ăn trộm nữa, bạn giam người ta 12 ngày, bạn làm đúng không? Cũng đúng, nhưng mà cũng sai nữa. Cho nên là người ta có cái không có đủ cái cớ để mà báo oán bạn, nhưng mà người ta còn cái nghiệp tàn dư vì cái hành động, cái cách xử lý của bạn ngày xưa nó không có được trọn vẹn. Nhưng mà theo như những gì bạn miêu tả trong giấc mơ này thì Thanh Đồng nghĩ là tiền thân của bạn làm nghiệp thầy bà, nghiệp thầy bà nhiều hơn là làm quan chức. Có khi ngày trước á mình đánh người ta, hoặc là mình làm lính, mình đâm người ta vì giữ gìn biên cương. Cái hành động đó của mình là vì giữ gìn biên cương đất nước, đúng, nhưng mà giết người thì nó sai với nhân quả. Người ta không có cái cớ đúng đắn để mà báo oán mình, nhưng mà người ta còn cái nghiệp tàn dư. Thanh Đồng khuyên bạn là nên đi thả cá phóng sanh nhiều, lại Phật, để cho cái nghiệp tàn dư đó hồi hướng cho oan gia trái chủ tiêu mờ. Câu hỏi thứ ba Thanh Đồng xin trả lời trong chuyên mục Vấn Đáp Tâm Linh là chào Đồng, em rất là quý Thanh Đồng vì em hiểu được nghiệp thầy bà làm việc thiện thì nhận được rất nhiều quả ngọt. Nhưng mà bác của em luyện thầy pháp ra nghĩa địa luyện binh vào lúc 12 giờ đêm, bác ốm yếu lắm. Em biết là hành động đó là sai, nhưng mà em không biết khuyên bác của em như thế nào và cũng không dám khuyên. Thanh Đồng có cách nào giúp bác của em không? Chỉ cho em với. Kính trình đến bạn. Thật ra thầy pháp luyện binh thì Thanh Đồng không có biết bác của bạn là chánh hay là tà. Thầy tà thì người ta dùng binh nó đi làm chuyện ác, chuyện xấu, chuyện thương thiên hại lý, thì cái hành động đó là hành động sai. Nhưng nếu như mà bác của bạn là thầy pháp luyện binh, nhưng mà người ta là phần chân chánh á, cái nghiệp lỗ ban của người ta, cái vận người ta phải vướng vì cái kiếp tầm dương tơ. Thầy mà luyện binh là bên lỗ ban đúng không? Người ta thu thập những cái vong đối, vong khác, vong mang đầy tội lỗi về, người ta cho ăn, cho uống, rồi người ta đọc cái câu chú, rồi người ta sai khiến những cái vong binh đấy làm việc cho người ta, rồi từ từ nghe kinh nghe pháp khuyên những cái vong binh đấy đi siêu, thì đó là thầy pháp chân chánh. Còn thầy pháp luyện binh mà làm chuyện xấu, chuyện ác, chuyện thương thiên hại lý là thầy pháp tà. Thì ở đây là bạn phải xem xét lại hành động của bác của bạn là tốt hay xấu. Nếu như mà tốt thì that's okay, quá là tuyệt vời rồi. Còn nếu như mà xấu thì bạn nên là quy y Phật, mạnh dạn nói thẳng một lời, thà mít lòng trước đặng lòng sau. Tốt xấu phải có cái sự nhận định. Con người mình sống phải rạch ròi, tốt thì chơi, xấu thì bye bye. Mình không phải đó sen, cho nên gần bùng mình sẽ hôi tanh. Còn nếu mà tốt thì quá tuyệt vời. Nhưng mà cái nghiệp thầy pháp luyện binh mà chánh niên á, thì nó cũng rơi vào trong cái trường hợp mà giấc mơ ở phía trước là không biết có phải hai người hỏi cùng một người hỏi cùng hai câu hỏi hay không. Thì giống như cái người thầy pháp mà dù cho thầy pháp chân chánh, nhưng mà do cái công của mình giúp đời nó là bảy, nhưng mà cái nghiệp của mình tạo ra trong cái nghiệp thầy pháp nó có ba. Cái tương lai kiếp sau đúng là những cái vong đó nó không có quay trở lại, nó báo oán mình được, vì cái việc mình làm là nó chưa hẳn là đúng, nhưng mà nó cũng không phải là sai, nhưng mà nó có cái nghiệp tàn dư. Thường thầy pháp luyện binh là có nghiệp tàn dư hết, dù là chân chánh. Cho nên là bạn nên lại Phật sám hối, hồi hướng cái phước duyên đấy đến bác của bạn. Nam mô Phật.
Có bạn hỏi Thanh Đồng rằng là trong một đêm ở quá khứ thì bạn đi ra phía sau nhà đi toilet. Bạn nhìn thấy một ánh sáng trắng rớt xuống hàng cây, bay thẳng xuống hàng cây. Từ đó trở về sau thì bạn yếu hẳn đi, vận khí khí vận nó xui đi. Đêm đó thì bạn có bị sốt, thì Thanh Đồng hỏi Thanh Đồng là đêm đó bạn gặp cái gì. Thì Thanh Đồng nói là đêm đó bạn gặp binh bà, binh của bà đi. Gặp vận xui là người ta gặp bạn, chấm bạn cũng có duyên với lại là gốc tổ pháp đạo nào đấy, nhưng mà bạn chưa biết tu, cho nên là bạn còn đang gặp vận hạn, thử thách nhắc bạn tu hành. Qua câu chuyện của bạn thì Thanh Đồng nghĩ rằng là nếu như mà mình không tu hành mình cũng không nên xúc phạm, nhưng mà Thanh Đồng có một cái lời khuyên dành cho các bạn là nếu như mà mình ra đường mình gặp những cái ánh sáng bay trên trời dù là màu gì cũng vậy, thì mình nên giả vờ như là mình không thấy, giả vờ như không thấy, quên nó đi, coi như là mình không thấy. Ở gần nhà cô của Thanh Đồng, lúc trước Thanh Đồng học đại học, Thanh Đồng ở đấy á quý vị, nhà cũ của cô Thanh Đồng, thì đối diện đó cách nhà cô là một con sông. Trước cửa nhà một cái ông đó có một cái cây me rất là bự. Hằng đêm mười phương thập hướng nhiều ánh sáng đủ sắc ngũ sắc bay về trong cây me. Hàng xóm người ta thấy người ta đồn quá trời luôn. Cái ông chủ nhà thì ổng rất là bướng, ổng không có nghe. Dạng như là ta đây thử thách, nghe hàng xóm đồn rồi nói tới tai ổng, ổng tức quá, ổng mướn thợ về cưa cây me. Từ ngày cưa cây me xong, ổng có hai đứa con, hẳn trai với đứa con gái. Làm ăn gia đình lụng bại, hai đứa con đâm ngang bị khùng. Thằng con thì tối ngày chầm ở dưới sông kiếm cái nhà sàn á, chui lên ngay cái đường nhà người ta tạt nước người ta. Xong rồi cái anh con trai á, thì khoảng một năm sau thì tự tử chết. Cái người chị gái thì còn, cái người chị gái tới cái năm nhất năm hai Thanh Đồng học đại học, Thanh Đồng còn nhớ. 10 giờ trưa Thanh Đồng đi ngang cây cầu gạch ngỗng, Thanh Đồng nhìn xuống dưới sông, Thanh Đồng thấy chị đang lội ngang sông, đang đi ngang sông chứ không phải lội nữa, đang đi ngang sông. Nửa cái ngực thì nổi lên trên, nửa cái ngực xuống dưới thì chìm xuống dưới, nhưng mà đang đi dưới dòng sông. Thanh Đồng nói quý vị hiểu không? Lội nó khác đi nha. Như là chị đang đứng ở dưới cái con sông, giữa sông như vậy. Thanh Đồng đứng trên cây cầu gạch ngỗng, Thanh Đồng nhìn xuống rõ ràng. Năm đó Thanh Đồng học năm nhất đại học. Trời ơi, Thanh Đồng về hỏi cô Thanh Đồng, cô Thanh Đồng kể ra câu chuyện đó, Thanh Đồng nhớ tới bây giờ. Nhưng mà những cái bậc tiền bối đi trước người ta khuyên là nếu như gặp ánh sáng bay về một cái cây nào đó, cây me, cây vú sữa, cây cổ thụ, thì chúng ta nên giả vờ như không thấy. Biện pháp tốt nhất lập một cái miễu ở đấy, lập một cái miễu ở đấy. Còn những ánh sáng đấy là ai, là gì, Thanh Đồng xin phép không trả lời. Lập một cái miễu, sáng tối đốt nhang thì chúng ta sẽ được yên bình, bình thường thôi. Quý vị ơi, không phải mình nghĩ là đất của mình muốn làm gì mình làm đâu. Đâu phải trên đời này cái gì mình nghĩ là của mình thì nó là của mình, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình đi ra bán đất, có phải là bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng thôi, đúng không? Chỉ là chuyển nhượng quyền sử dụng thôi. Đâu phải mình nghĩ cái gì của mình là của mình đâu. Cho nên là những ai mà gặp trường hợp ánh sáng nhiều màu túa về một cây, đặc biệt là cây bự cây lớn, không có được đốn nha. Không được đốn. Lập một cái miễu thờ cho đồng đi. Lập cái miễu thờ, sáng tối đốt nhang rồi cứ khấn là độ cho chúng con xóm làng yên ấm, thanh bình, làm ăn đậu được, mùa màng được bội thu. Vấn đáp tâm linh kênh YouTube Thanh Đồng 364 ngày hôm nay xin được kết thúc. Kính chúc và kính trình tất cả đại chúng được sự an lạc, hoan hỷ và vui vẻ. Nếu như mà chủ nhân của các câu hỏi này quý vị nghe, quý vị không hiểu câu trả lời của Thanh Đồng, quý vị cứ hỏi Thanh Đồng lại ha. Thanh Đồng sẽ giải thích lại. Rồi những ai mà có câu hỏi gì thì cứ comment trực tiếp dưới video hoặc là gửi tin nhắn qua Facebook, Zalo, Gmail, vân vân. Hoan hỷ và kính chúc tất cả quý vị có một ngày an lạc nha.